Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 4 trong 119 sách giáo khoa hình học 11, đề bài số 4 của chúng ta như sau. Cho hình hộp chữ nhật ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có AB bằng A, BC bằng B, CC phẩy bằng C. Ở đây thầy đã vẽ hình hộp chữ nhật ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy cho các em. Cũng như là điền các thông số AB bằng A, BC bằng B, và CC phải bằng C, được chưa nhỉ? Đầu tiên câu A đó là tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Đây, AC, C phẩy, A phẩy, khoảng cách từ B. Thì bây giờ ta cùng nhớ lại khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Thì ta sẽ tìm hình chiếu của điểm đó trên mặt phẳng, đúng không nhỉ? Thì ở đây thầy đã vẽ BH vuông góc với AC. Giờ ta sẽ phải đi chứng minh BH vuông góc với cả mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Khi đó H sẽ là hình chiếu của B trên mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Thì khoảng cách từ B đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy sẽ chính bằng BH. Và ta sẽ đi tính BH thôi, đúng không? Ý B, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB phẩy và AC phẩy. Đây, hai đường thẳng thế đây, BB phẩy và đường thẳng AC phẩy. Ta thấy ngay đó là hai đường thẳng chéo nhau. Và ta cũng thấy ngay AC phẩy nằm trong mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy song song với đường thẳng BB phẩy. Thì như vậy ta sẽ sử dụng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Ở nhận xét trong 117, người ta có nói rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song còn lại, song song với nó chứa đường thẳng còn lại. Thì ta thấy ngay khoảng cách giữa BB phẩy và AC phẩy chính bằng khoảng cách của BB phẩy đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại, thì chính là đường thẳng mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy, đúng không? Thì bây giờ ta công việc của ta chỉ là đi tìm khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nó. Thế để tìm khoảng cách giữa đường thẳng với mặt phẳng song song với nó thì ta sẽ phải chọn một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng BB phẩy và ta tìm hình chiếu của điểm đó trên mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Đó cũng chính là khoảng cách từ BB phẩy đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Thì dựa vào câu A thì ta thấy ngay điểm đó chính là điểm B, đúng không? Và ta tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy chính là câu A ta vừa mới thực hiện thôi. Cụ thể thì ta sẽ đi làm như sau. Đầu tiên là ý A nhá. Đi tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Thầy vừa phân tích chính là bằng BH. Và bây giờ ta sẽ phải đi chứng minh BH là đường vuông góc. Của BH với mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Trong mặt phẳng ABCD, thầy phải gọi ra điểm H. Kẻ BH vuông góc với AC, H thuộc vào AC. Rồi, xong. Ta lại tiếp tục có CC phải vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đây chỉ là tính chất của hình hộp chữ nhật thôi. Từ đó ta suy ra CC phải sẽ vuông góc với BH. Từ hai điều này ta suy ra được BH sẽ vuông góc với mặt phẳng AC, C phải, A phải
Đúng nhỉ. Rồi. Từ đó ta suy ra khoảng cách từ B đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy sẽ chính là bằng BH. Bởi vì H là hình chiếu của B trên mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy thôi. Đúng không? Bây giờ ta tính đi tính BH nhé. Thì ta thấy tam giác ABC vuông tại B. Xét tam giác vuông ABC có đường cao BH. Vì vậy ta có hệ thức lượng trong tam giác vuông 1 trên BH bình sẽ bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên BC bình, tức là bằng 1 trên A bình cộng 1 trên B bình sẽ bằng A bình cộng B bình trên A bình nhân B bình. Từ đó ta lấy nghịch đảo và lấy căn thì ta được BH sẽ bằng AB trên căn của A bình cộng B bình. Từ đó ta xong ý A. Ý B. Ta tìm khoảng cách giữa BB phẩy và AC phẩy. Thì ta có là gì? AC phẩy nằm trong mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Mặt phẳng này song song với nằm trong. Nói một đằng viết một nẻo rồi. AC phẩy nằm trong mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Và cái mặt phẳng này của ta song song với BB phẩy. Đúng không? Thì ta biết là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BB phẩy với AC phẩy sẽ trở thành khoảng cách giữa đường thẳng BB phẩy với mặt phẳng song song chứa đường thẳng AC phẩy chính là mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Mà khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song sẽ bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến mặt phẳng đó. Thì ở đây ta thấy ngay điểm ta vừa tìm là điểm B luôn đúng không? Sẽ bằng khoảng cách từ điểm B nằm trên mặt là đường thẳng BB phẩy đến mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Rồi. Mà khoảng cách từ B đến AC, C phẩy, A phẩy thì chính là bằng AH, là BH ta vừa mới tìm ở câu A đấy. Chính là bằng BH và bằng AB trên căn A bình cộng B bình. Như vậy, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BB phẩy AC phẩy bằng AB trên căn A bình cộng B bình.